Linh khí trong núi này cũng không tồi, đợi quá nửa năm nữa sợ là sẽ càng tốt hơn một chút. Nghe nói tiểu thư đem ngọn núi này tặng cho người khác rồi, chắc không phải là tặng hắn đấy chứ? Châu Thúc Thúc lần này không phải vì ngọn núi này mà đến hay sao? Người có phải là có nhiệm vụ khác hay không? Ta chỉ là tùy ý hỏi một chút mà thôi, tiểu thư không cần phải để ý. Việc này cũng muốn quản, thật đúng là phiền phức. Lúc trước cũng không thấy hắn quan tâm đến chỗ này như vậy. Mấy vạn dặm lãnh địa xung quanh gia tộc, chỉ vì ta là nữ tử mới đem ngọn núi hoang này phân bố cho ta, hiện giờ nhìn thấy lợi ích thì lại muốn nhúng tay vào, tức chết người mất. Thôi vậy, không cần quản bọn họ. Gần đây có cần gì không? Chúng ta cũng có một khoảng thời gian không nói chuyện tử tế rồi. Tiểu nha đầu ngươi không biết thức thời, thật cho rằng chính mình giỏi lắm chắc? Chỉ là thăng cấp luyện khí sư nhỏ nhoi mà thôi, nghĩ hải khắc gia tộc ta không bồi dưỡng được ra sao? Còn khoác lác không biết ngượng, nó chính là mình là hư cấp luyện khí sư, thật là nực cười. Lúc đến vừa hay nhìn thấy thư mời kia, điều kiện gia tộc đưa ra mặc dù không so sánh được với thế lực lớn hơn như như ảnh ảnh Nguyệt Điện, nhưng trong các thế lực nhỏ cũng coi như là đãi ngộ không tồi rồi. Không ngờ rằng luyện khí sư gọi là Dư Viêm kia vậy mà lại từ chối. Nữ nhân mà ngươi đưa về hình như yêu cầu rất cao nhỉ? Cho quản sự tới nói cô ta là hư cấp luyện khí sư, cô ta không phải là mới hơn 20 tuổi thôi sao? Ta không biết, cô ta tự xưng mình là hư cấp luyện khí sư, thú vị lắm. Thôi vậy, người ta là luyện khí sư có quyền lựa chọn, chỉ là cách nói chuyện này đúng là không thích, không được người thích, không được người thích. Ta vẫn còn chuyện cần làm, một khoảng thời gian nữa lại đến thăm xem. Vì sao không ai tin ta là hư cấp luyện kỹ sư cơ chứ? Cô bảo người ta tin cô như thế nào chứ? Cho ta một cơ hội để chứng minh mình chứ? Bọn họ chỉ cần tìm chút nguyên liệu hư cấp, ta đảm bảo có thể luyện chế ra một kiện bí bảo hư cấp. Cô nghĩ nguyên liệu hư cấp rẻ lắm chắc? Thứ đẳng cấp như vậy chỉ có thế lực lớn mới kiếm được. Hải khác gia tộc chỉ là một gia tộc nhỏ, cứ cho là có đi cũng cực kỳ hiếm có, sao có thể vì để chứng minh bản lĩnh của cô mà dùng đến chứ? Nếu như cô đem nguyên liệu của họ làm hỏng rồi thì phải làm sao? Nếu như ta nói cho cô, ta là một vị thánh vương cấp thượng phẩm luyện đan sư, cô có tin hay không? Chỉ ngươi ha ha, biểu cảm vừa rồi giả cũng giống lắm đó. Cô ta nói rất có đạo lý, dù gì tuổi cũng còn trẻ, khó mà phục chúng. Lẽ nói việc cô ta là hư cấp luyện khí sư thật sự không phải lừa ta. Ta nghiêm túc hỏi một lần nữa, cô thật sự là luyện khí sư hư cấp? Đừng bắt ta nói mãi những lời nói những lời như vậy có được không? Có phải hay không, ngươi tìm chút nguyên liệu đến đây không phải là được rồi sao? Ngươi để ta tinh luyện tinh thoa cho ngươi, hoặc là bảy lá cờ nhỏ kia, nếu như tinh luyện thất bại thì ngươi muốn xử lý thế nào cũng được. Cô cũng chỉ cần có thân hình này là có thể chút dễ là có chút dễ nhìn, có bán cô đi cũng không đến nỗi tổn thất, cũng không đến nỗi tổn thất tinh luyện thất bại. Những nguyên liệu này cô có thể luyện chế được cái gì? Đây đây nè, răng nanh của bát gia yêu thú, đôi phân báo, độc giác của chích hỏa bích viên tê, cánh của hoan vân điệp, trời ơi còn có cả sừng của kim cang hỏa giáp trùng. Còn có cái này, có cái này nữa. Cứ nhiên là nhiều như vậy sao? Cô khóc cái gì hả? Lão của nữ nhân này đúng thật là không bình thường. Ta đã lâu lắm rồi không nhìn thấy nhiều nguyên liệu quý giá như vậy. Bọn họ đều coi ta là kẻ lừa gạt. Nguyên liệu ông mang đến đều là dưới thánh cấp, bí bảo mang đến cũng vậy, ta không lừa ngươi. Đừng khóc nữa, hiện giờ đã cho cô cơ hội để chứng minh bản thân rồi. Ta không cần biết cô có thể luyện chế ra thứ gì, luyện thành dáng vẻ gì, những nguyên liệu này toàn bộ cho cô sử dụng. Ý thật hả? Ta cũng muốn biết cô có phải là nói thật hay không. Ta sẽ không để ngươi thất vọng đâu. Tài liệu vào tay ta tuyệt đối sẽ không lãng phí. Để ta chờ xem. Mà nhiều tài liệu như vậy, ngươi kiếm ở đâu vậy? Thực lực của ngươi cũng không cao, căn bản không thể giết được nhiều bát gia yêu thú như vậy. Nhặt được? Còn có chuyện tốt như vậy sao? Nhặt được ở đâu? Ta cũng muốn có. Không nói cho cô, đồ kẻ sĩ. Tài liệu đã đưa rồi, ta không làm phiền nữa, yên tĩnh mà làm đi. Chỉ có những thứ này không đủ để luyện khí.
Bí bảo không được kém hơn đạo cụ trận pháp trước đó của ngươi, phải cần rất nhiều khoáng thạch mới được. Này, làm theo đơn này là được, ngươi trả tiền. Được được, bây giờ ta tới Thiên Vân Thành, cô đừng động vào đồ của ta đấy. Ta ở đây nhé, sớm quay về. Luyện bí bảo tốn nhiều tiền như vậy sao? Vừa cần tài liệu vừa cần khoáng thạch, may mà ta có tiền nếu không. Những đồ ngươi cần đều ở trong nhẫn không gian rồi, chào mừng lần sau quay lại. Cô ta nếu thật sự là luyện chế được tài liệu vô dụng này thành bí bảo, được thì có thể bán kiếm tiền. Để ta xem bản lĩnh của cô ta thế nào. 1 tháng sau, ngươi vào đây được không? Luyện xong rồi, kha kha. Ngươi nhắm mắt vào, đã cho ngươi một bất ngờ. Được rồi, nhanh vậy. Những thứ đó của ngươi, ta không lãng phí cái gì cả. Thành quả là 4 bộ thánh vương cấp bí bảo này. Ta giới thiệu một chút. Bộ này là dùng răng của bát gia yêu thú, thú nuôi vân báo, phối hợp với khoáng thạch luyện chế ra. Những khoáng thạch đó là luyện chế bổng thân, tiện dung hợp đầu cốt của lôi vân báo. Răng của lôi vân báo cứng chắc nhọn, ta đã dùng để luyện chế thành những vết gai bên trên. Loại bí bảo thô này sẽ thích hợp với tráng hán thân hình to lớn. Cầm thứ này sẽ uy phong rầm rầm. Ồ đúng rồi, nó là một bộ thánh vương cấp hạ phẩm bí bảo. Tiếp theo đây là cây dao găm này, dùng là độc giác của tráng hỏa bích viêm luyện luyện chế ra. Tuy không phải là quá sắc nhọn, nhưng độc giác của tráng hỏa bích viêm tê bản thân của nó có một số tác dụng rất là đặc biệt, dùng để phá cấm chế kết giới lại vô cùng tốt, cho nên tác dụng của nó không phải dùng để giết địch. Nó cũng là thánh cấp hạ phẩm bí bảo, mà thứ tốt nhất chuẩn bị cho lúc mạo hiểm. Ta nghĩ rất nhiều người sẽ muốn có nhận sẽ muốn mua nha. Còn cái này nữa là thánh vương cấp trung phẩm bí bảo, lấy xúc tu của cương cương long giáp trùng làm nguyên liệu luyện chế chính. Nó là khó luyện chế nhất, không cẩn thận cái có thể làm hỏng tài liệu ngay. May mà là ta làm, nếu đổi thành luyện khí sư khác, bây giờ ngươi chắc chắn là đã khóc rồi. Ngoài ra thứ này còn thích hợp cho con gái dùng. Ngươi có được xúc tu đó, có lẽ sẽ biết khủng khiếp của kim cương long giáp trùng. Ta nói cho ngươi, một khi bị do này, bọn chúng không phải là da thịt bị thương, mà cả gân cốt. Vọt một lần, đến xương cũng có thể gãy, xoẹt. Cẩn thận một chút, may mà không đánh vào ta. Đây là bộ cuối cùng, là tác phẩm ta đắc ý nhất. Nguyên liệu của ngươi đưa cho ta vốn dĩ chỉ có thể luyện chế ra thánh vương cấp trung phẩm mà thôi, nhưng ta lần này có chút phát huy siêu thường, đem đẳng cấp của nó tăng lên cả một tầng cấp. Ta sớm đã muốn luyện chế ra một bí bảo hình thái đôi cánh, tiếc là vẫn luôn không tìm được nguyên liệu thích hợp để dùng. Ngươi cẩn thận một chút, đừng làm hỏng đấy. Đây là đồ của ta nhỉ? Là đồ của ngươi không sai, nhưng nó là do ta luyện chế ra, ta có trách nhiệm bảo vệ an toàn của nó. Ngươi tay thô chân thô vậy, thánh vương cấp thượng phẩm bí bảo này mà dễ bị hỏng như vậy sao? Mặc dù lúc đi đường có tinh toa, nhưng khi chiến đấu, đôi cánh này có thể tăng tốc độ của võ giả. Hơn nữa thời khắc quan trọng, có thể dùng để phòng hộ. Thứ này ít nhất trị giá đến 3 vạn khối thượng phẩm tinh thạch. Nếu ngươi đem nó đi, chỉ có thể bán càng dạng bán cao cao giá hơn thôi. Nó không chừng có thể bán được 4 vạn. Giá trị này còn cao hơn cả tinh thạch của mình. Bỏ đi, công năng không nói. Loại hình của bí bảo này đúng thật là xinh đẹp, nếu như tặng cho nữ tử mình thích, nó không chừng còn có thể thật sự bán được giá cao. 3 vạn cô mua không? Ta muốn bán cho cô, nhưng ta không có nhiều thánh tinh như vậy. Không cần cô trả hết ngay, cứ đợi trước đã. Yên tâm, ta vẫn còn tìm cô luyện khí nữa. Cô cứ từ ba vạn thượng phẩm thánh tinh này trừ đi thù lao của mình nhé. Lúc nào trừ hết, lúc đó thả tự do cho cô. Trước lúc đó, cô cứ coi như là luyện khí sư chuyên dụng của ta, thù lao của 3 vạn thượng phẩm linh thạch. 1 tháng ta mới chuẩn bị thu ngươi 1.000 khối thượng phẩm linh thạch. 3 vạn vậy chẳng phải là
Không ngủ không nghỉ luyện chế 30 tháng trời hay sao? 2 năm rưỡi đấy. 2 năm rưỡi cũng không lâu, rồi cũng sẽ có lúc trả hết thôi. Nếu như vậy chưa hết thì sao? Vậy cô chuẩn bị lấy thân mà báo đáp đi. Ta đối với loại hình như cô cũng có hứng thú lắm, đồ biến thái. Ta phải nói rõ trước, ngươi có nhiều tài nguyên, nhưng có nhiều nguyên liệu như vậy cho ta luyện chế không? Nếu như là dùng thú nào của ta để trả nợ, vậy ngươi phải không ngừng cung cấp nguyên liệu cho ta mới được. Nếu như ngươi mấy năm được không tìm ra luyện chế bí bảo, ta đến năm nào tháng nào mới có thể tự do chứ? Nguyên liệu không còn cô phải lo lắng. Thôi vậy, không đếm xỉa đến nữa. Chẳng qua chỉ là 3 vạn thượng phẩm thanh tinh thôi mà, sớm muộn cũng sẽ có ngày kiếm đủ. Đi mua những khoáng thạch này về đây. Ta phải nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể bắt tay vào luyện chế. Không thành vấn đề. Ta có thể hồi phục trong thạch thất của ngươi hay không? Linh khí nơi đó của ngươi mạnh hơn một chút. Có thể. Chỉ cần cô đừng động minh tinh vào đồ đạc của ta là được. Được rồi, ta đảm bảo không động minh tinh. Thiên vận thành. Tiểu huynh đệ, mua nhiều khoáng thạch như vậy làm gì? Là dùng để luyện khí hả? Khách nhân, đây là trưởng quỹ của tiệm chúng ta. Tiền thông, phản hư cảnh. Tiểu huynh đệ, chúng ta cũng thu mua bí bảo. Nếu tiểu huynh đệ, nếu như có bí bảo muốn bán, chúng ta có thể ngồi xuống bàn. Về mặt giá cả chắc chắn là sẽ khiến cậu hài lòng. Sao ông biết ta chắc chắn là có bí bảo muốn bán chứ? Người đến là khách, đối với mỗi một vị khách, lão phu đây đều nói như vậy. Thật là trùng hợp, ta thật là có bí bảo muốn bán. Ồ, như vậy mắt nhìn của lão đây cũng không tính là tồi. Ha ha, tiểu huynh đệ mời đi bên này. Đây là bí mật thất chuyên dùng để giao dịch, bốn bề đều là tường đá đặc biệt, đến thần thức cũng không thăm dò được, tuyệt đối đảm bảo riêng tư của giao dịch. Ồ, nếu ta bị các ngươi đánh vào đầu một cái, vậy không phải là gọi trời không được gọi đất cũng không xong hay sao? Tiểu huynh đệ đùa rồi, rất nhiều vị khách không hề muốn bị người khác dòm ngó giao dịch của mình, chúng tôi cũng chỉ là làm theo yêu cầu mà thôi. Chúng ta bắt đầu thôi. Tiểu huynh đệ có bảo vật gì muốn bán? Lão khiếu tuy không tinh thông luyện khí, nhưng cũng nhìn ra được ba bộ này là cực phẩm đồng cấp. Có lẽ là da nò của một vị luyện khí sư. Giá thế nào? Ta không hiểu giá nhiều. Ông nói xem. Bảo người mua ra giá, hắn không sợ bị lâu hay sao? Tiểu huynh đệ, trong ba thứ này có hai thứ thánh vương cấp hạ phẩm giống nhau, một cái là thánh vương cấp trung phẩm. Vậy hai bộ hạ phẩm đã phu ra giá 6.000 thượng phẩm tinh thạch, thánh vương cấp trung phẩm 8.000 thế nào? Tổng cộng là 2 vạn. Tiểu huynh đệ hình như không hài lòng lắm. Đúng là có chút không hài lòng. Các ngươi muốn kiếm tiền từ ta, kiếm tiền ta hiểu, nhưng cũng không thể để ta thiệt thòi quá nhiều được. Những khoáng thạch ngoài kia ta đem đi hết. Tiểu huynh đệ sáng suốt thật. Những khoáng thạch ngươi mua ngoài kia giá không hề thấp, khoảng hơn 3 viên 3.000 thượng phẩm tinh thạch, thượng phẩm thánh tinh đó. Bỏ đi, coi như để kết bạn. Ngươi về sau nếu có bí bảo muốn bán thì hãy ưu tiên cho cửa hàng ta trước. Nhất định rồi. Đi thong thả, ha ha. Tiền trưởng lão, mỗi làm ăn này nỗ rồi. Tặng cho hắn khoáng thành hơn 3.000 thượng phẩm thánh tinh. Làm như vậy chúng ta chẳng kiếm được gì cả. Hắn trước đó đã từng mua khoáng thành ở chi nhánh khác. Lúc đó đúng là ta ở bên đó làm việc. Hắn rất thông minh, biết đổi cửa hàng khác, nhưng không biết đa số cửa hàng trong Thiên Vân Thành đều là của Ảnh Nguyệt Điện. Không quá một tháng, hắn lại đến mua khoáng thạch, còn mang theo 3 bộ thánh vương cấp bí bảo. Ngươi biết điều này có nghĩa là gì không? À, không hiểu sao, thanh niên đúng là thiếu kinh nghiệm. Nếu hắn quay lại, phải báo ngay cho ta. Nếu không liên hệ được ta, ngươi hãy giao dịch với hắn. Có thiệt một chút cũng không sao, quan trọng là khiến hắn hài lòng là được. Ta ra ngoài một chuyến, ngươi trông cửa hàng đi. Luyện chế 3 bộ bí bảo này là một vị hư cấp luyện khí sư. Hư cấp về mặt năng lực không hề kém hơn lão phu, ngang bằng được với cách năm đại sư. Ai nguyện Thiên Vân Thành có người như vậy hay sao? Hôm nay một thanh niên đem qua. Ta không cho người đi theo hắn, nhưng ta nghĩ hắn sẽ quay lại. Làm đúng rồi, không nên có hiểu lầm.
Tài liệu dùng để... Tài liệu dùng đều là bắt cấp yêu thú. Giết được bắt cấp yêu thú còn luyện khí được thì mạnh hơn lão phu rất nhiều. Ta già rồi, có lẽ không sống được thêm mấy năm. Người để ý kỹ thanh niên này, làm rõ thân phận của người phía sau hắn, sau đó cố gắng thể hiện thành ý của chúng ta. Tư thế ngủ này thật là liều lĩnh. Để người đó thay thế vị trí của ta. À, thơm quá đi. Nghỉ ngơi xong rồi hả? Ta đã hoàn toàn bị mùi đồ ăn của ngươi kéo qua đây rồi. Lâu lắm rồi không được ăn thịt. Cô cũng không phải là không có bản lĩnh. Dựa dẫm một thế lực lớn không phải là được rồi sao? Ngươi thì hiểu cái gì chứ? Ta nghe nói không cần biết là thế lực nào đều có chỗ đục với nhau. Ta chỉ muốn yên tĩnh luyện khí. Hơn nữa bọn họ ít nhiều đều có thủ đoạn không để người khác biết được. Đều chẳng phải thứ tốt lành gì. À, con này sắp cháy rồi. Thật là lãng phí, ta giúp ngươi xử lý nhé. Ý bảo mà cô luyện chế ra bán được 2 vạn dược phẩm thánh tinh vẫn coi như là công đồng, không bị thiệt. Cô có bao nhiêu thánh tinh? Hơn 2.000 khối hạ phẩm thánh tinh. Ngươi còn muốn lột lông cừu của ta sao? À, ta cũng không phải là thổ phỉ. Cầm lấy cái này đi, đây nè, thánh vương cấp đan dược cho ta sao? Đừng kêu linh tinh. Nếu ăn thì ăn, đừng tiết kiệm. Ăn hết rồi ta vẫn còn. Đã nát nữa, ta lại phân cho cô chút thượng phẩm thánh tinh cô chứ. Thánh tinh cho cô. Thánh vương cấp đan dược, nguyên liệu cao giới. Còn nhiều thánh tinh như vậy, ngươi rốt cuộc là người thế nào? Người theo đuổi võ đạo. Cảm ơn ngươi, mau ăn đi. Không đủ ta lại bắt. Từ sau khi được Vũ Y giải cứu đã hơn nửa năm rồi, thân thể đã gần hồi phục hoàn toàn. Cảm giác thánh vương cấp với tay là có thể có được, chỉ cần đem thánh nguyên tích đủ, đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Hiện giờ là có thể nghiên cứu ma thần kim huyết này một chút rồi. Lần trước dùng cơ huyết hóa màu cứu Vũ Y một lần, xem ra kim huyết dùng chuyển động theo ý chí của ta. Aya, vậy ngược lại kim huyết liệu có thể trở thành ý chí của ta hay không? Kim huyết chi vi đan, huyết khí vi tường. Ta có thể thông qua kim huyết quan sát. Nhanh quá, tốc độ này tinh thoa không thể đạt đến được. Vậy khoảng cách cực hạn của nó là ở đâu chứ? Kim huyết này quả nhiên là thần kỳ. Trong trạng thái này, tốc độ thánh nguyên ta tích tụ hình như là nhanh hơn rồi. Không ngờ còn có hiệu quả tu luyện. Tâm thần của ta cũng có thể tùy ý thay đổi giữa cơ thể và kim huyết, không sợ có người nhân cơ hội đột kích. Kim huyết chi lực mà giọt kim huyết đó ẩn chứa quá mạnh, có lẽ ít nhất thời gian vài năm mới tiêu hao hết. Một khoảng thời gian không ra ngoài rồi, xem Dương Viêm lượng khí sao rồi. Ngươi đến đúng lúc lắm, ta vừa luyện chế xong. Đây là thành quả ta tiêu hao thời gian là 2 tháng đấy. Nữ nhân này có bản lĩnh luyện khí, không so đo gì, tướng mạo cũng không tồi. Quan trọng là lấy thù lao rất thấp, ta nhất định là phải giữ cô ta lại. Khà khà, lần này ta lấy được bao nhiêu thánh tinh đây? Lô tiếp theo phải luyện chế những thứ gì? Ngươi đưa tài liệu cho ta trước đã. Dần, hoa, những thứ này ngươi chịu đưa cho ta luyện chế hay sao? Cô đã chứng minh được năng lực của bản thân, ta cũng tin cô là hư cấp luyện khí sư. Những thứ này đương nhiên là phải giao cho cô rồi. Ngươi không sợ ta cầm đồ bỏ mất hay sao? Đây là tài liệu bản thân kiểu gia yêu thú, có thể luyện chế hư cấp bí bảo. Cô nói thử xem ta có thể bắt cô về không. Yên tâm đi, ta không phải là loại người vứt lời đâu. Có điều khoáng thạch lần này cần mua khác với lần trước, ngươi phải chuẩn bị tâm lý chiếm cho tốt đấy. Không sao, cô cho danh sách đi. Đúng rồi, vỏ cứng này cô giúp ta luyện chế thành một bộ phòng ngự bí bảo để ta dùng, những thứ khác tùy cô xử lý. Ta biết rồi. Ngươi còn có lộ đan của yêu thú nữa không? Nếu có lộ đan của nó cũng đưa ra hết luôn đi, lúc luyện khí cần dùng đến. Đúng chính là nó. Danh sách đây. Ngươi đi nhanh, chuyển nhanh đi. Ta nghỉ ngơi vài ngày rồi quay lại luyện chế ngay. Ở bên cạnh ngươi đúng là quá tốt. Có bao nhiêu tài liệu tốt chờ đợi ta xử lý? Kim Vân Thành.
Vì trước đó ta đã suy đoán thanh niên đó sẽ quay lại, nhưng đã 2 tháng rồi không thấy bóng dáng đâu. Sớm biết ta nên bảo thanh niên đó chuyển lời giúp ta, mời luyện khí đại sư phía sau hắn gia nhập Ảnh Nguyệt Điện. Luyện khí sư như vậy, nếu không nhanh chóng chiêu mộ, một khi bị thế lực khác phát hiện, chắc chắn là sẽ rất nhiều người chết vì tranh đoạt vị đại sư đó. Tại sao vậy? Người cũng không phải là nhỏ, tu vi cảnh giới cũng không thấp, bao nhiêu năm chưa hề có chuyện gì khiến lão ta khiến ta thấp thỏm lo âu như vậy. Không được, phải duy trì trạng thái bình tĩnh. Bình tĩnh. Tiền trưởng lão có đó không? Chuyện gì? Tiền trưởng lão, thanh niên 2 tháng trước đến bán bí bảo lại đến rồi, mau mời. Không, lão phu phải đích thân ra tiếp đón. Sao mãi không thấy bóng dáng anh chàng kia đâu? Ây da, anh bạn nhỏ, lão khiếu chờ 2 tháng rồi, cuối cùng cũng chờ được người. Nào nào, mời vào. Tiếng đó có là gì mà khiến tiền thông trưởng lão đích thân đón tiếp? Đúng là gặp quỷ mà. Kể cả gia chủ của mấy gia tộc gần đây đến cũng không đáng để tiền thông trưởng lão nhiệt tình như vậy. Không biết, trước kia chưa từng thấy tên này. Hơn nữa, nhìn hắn cũng không giống nhân vật lớn nào cả. Quỷ mới biết là đang chuyện gì. Nhưng quả này là đặc sản của một gia tộc dưới trướng Ảnh Nguyệt Điện ta. Cả u ám tinh chỉ có thổ những nơi đó mới thích hợp cho loại cây này sinh trưởng. Quả cách 15 mới chín một lần, mỗi lần chín có thể thu hoạch chưa đến 500 quả. Mặc dù không thể giúp người nhanh chóng tăng tiến tu vi, nhưng ăn vào mùi không tồi, còn có thể thanh tẩm tinh khí, bổ sung thánh nguyên, rất thích hợp cho người sắp đột phá như cậu. Nếu như không ghét bỏ thì có thể nếm thử, mùi vị cũng không tồi. Tiền trưởng lão, nếu như không để ý, ta muốn mang những thứ này về, có thể nhanh chóng hồi phục thánh nguyên, vừa hay có thể cho Dương Viêm dùng lúc luyện khí. Không để ý. Tiểu hòa tử, nếu như thích, ta sẽ cho người chuẩn bị. Chỉ tiếc số lượng không nhiều. Thanh niên này mang quả đó về, có lẽ là để hiếu kính với người khác. Sau lưng hắn quả nhiên là có một vị luyện khí sư lợi hại. Tiền trưởng lão vừa nói đã đợi ta rất nhiều ngày, là đợi thứ này hả? Quả nhiên thanh niên 2 tháng trước đến mua khoáng thạch này chính là để luyện chế những bí bảo này. 7 kiện, vừa đủ 7 kiện. Hơn nữa mới có 2 tháng có thể luyện chế ra 7 kiện thánh cấp bí bảo, cách Lâm đại sư sợ rằng cũng không làm được. Cao nhân phía sau hắn quả nhiên là lợi hại. Đợi những bí bảo này chỉ là một mặt, thực ra đợi vẫn là đợi cậu, không biết nên xưng hô thế nào. Dương Khai, lão gọi là tiền thông, chắc rằng cậu cũng đã biết rồi. Nếu như không để ý, lão cậy lớn gọi cậu một tiếng hiền chất thế nào? Đương nhiên đây là vinh hạnh của tiểu tử. Dương Hiền Chất tuổi trẻ tài cao, dáng vẻ đường đường, người còn trẻ mà đã sắp đạt đến thánh vương cảnh rồi, được đúng là hậu sinh khả úy. Không biết Dương Hiền Chất là nhậm chức ở đâu vậy? Người trẻ tuổi này sao nghe một chàng tán thưởng của ta lại chẳng có tác dụng gì vậy? Tiền trưởng lão, có lời gì cứ nói thẳng ra đi. Hiền Chất đừng trách nhé, lão không hề có ác ý, chỉ là tuổi trẻ như cậu xuất hiện trước mắt lão phu, lão nhịn không được muốn thu nhận mà thôi. Nếu như cậu nguyện ý đến Ảnh Nguyệt Điện ta, hoàn cảnh tu luyện, vật tư tu luyện ta đều có thể cung cấp cho cậu. Dựa vào tư chất của cậu, sau này ở trong môn chắc chắn là sẽ làm nên việc lớn. Dương Khai này hình như là người sảng khoái, vậy ta cứ trực tiếp nói ra điều kiện đi. Chỉ cần hắn nguyện ý gia nhập, vậy ít nhất cũng có thể có chút quan hệ với người đứng sau, đến lúc đó mời chào cao nhân kia cũng dễ hơn nhiều. Vẫn là không có động tĩnh gì. Người trẻ tuổi này có lẽ cũng là mưa dầm thấm đất, mắt nhìn rất cao. Nếu đã như vậy, vậy ta nên hạ chút dược mạnh vậy. Đúng rồi, lão nhớ ra rồi, trong tổng điện Ảnh Nguyệt Điện ta có một thần vật, đó là một khối thần thạch dùng tốt vô cùng. Tâm thần của bất kỳ kẻ nào chạm vào nó đều sẽ được dẫn vào thế giới mong muốn. Ở thế giới đó, tâm thần có thể đạt đến tinh võ thăng hoa, rất có lợi cho đột phá võ đạo. Nhưng chỉ có thể là đệ tử công hiến lớn với tông môn mới có được thụ đãi ngộ này. Hiền Chất, nếu như gia nhập vào Ảnh Nguyệt Địa ta, lão phu sẽ đảm bảo cho cậu để cậu cũng được hưởng thụ đãi ngộ này.
Không bao lâu hiền chất chắc chắn là sẽ đột phá đến thánh vương cảnh. Sao hả? Điều kiện thế này ngươi cũng từ chối sao? Hiền trưởng lão, ý tốt của ngài tiểu tử ghi nhớ trong lòng. Bất quá ta tự do phiêu bạt đã quen rồi, không chuẩn bị gia nhập bất kỳ thế lực nào. Cho nên tiểu tử to gan từ chối tiền trưởng lão như vậy. Chúng ta vẫn là nói chuyện làm ăn đi, những cái khác thì không cần nói nữa. Được được, nói chuyện làm ăn. Lão đây tuổi tác đã lớn, nói có hơi nhiều một chút, nhưng hiền chết đừng để tâm. Ây da, chỉ có thể từ từ dùng thành ý đánh động cậu ấy mà thôi. Vậy thì 7 kiện thánh vương cấp bí bảo này tổng cộng giá 5.9.000 thành phẩm thánh tinh, thành ra ta còn muốn mua chút khoáng thạch. Người đâu, tiền trưởng lão có gì phân phó? Dinh hình chết chỗ này có một tờ phiếu, ngươi đi chọn khoáng thạch cần dùng thay cậu ấy. Ngoài ra lấy ra 9.9 nghìn khối thượng phẩm thánh tinh trong khố phòng ra. Tiền mua khoáng thạch này cứ trừ trong đó đi, tự ngươi xem cần bao nhiêu, đợi lát nữa báo cho ta là được. Lấy giá ưu đãi nhất biết chưa hả? Biết rồi ạ. Dương Hiền Chết cũng coi như là khách quen của chúng ta, thế này cậu có vui, cậu có vừa lòng không? Vừa lòng. Tiền trưởng lão quý nhân nhiều việc, ta tự mình ở đây là được. Ha ha, Dương Hiền Chết cứ trò nhẹ, cứ nhớ nhé, lần tới nếu như có bí bảo gì muốn bán nhất định phải chọn chỗ chúng ta trước đấy. Vạn mô đã nhớ. Thực ra lão phu đã lớn tuổi rồi, rơi vào nhàn rỗi không ham tiền tài, thời gian còn lưu lại, cậu và ta cứ tán ngẫu ở đây đi, ha ha. Chờ lâu rồi, mời theo ta vào, mời bên này. Những khoáng thạch này đều là thứ quý khách cần, tổng cộng là 17.000 thượng phẩm thánh tinh. Vì là khách quen có thể giảm cho quý khách 20% thì là 13.600 viên. Khấu trừ thánh tinh khoáng thạch cần 45.400 viên. Viên thánh tinh quý khách cần toàn bộ đều ở đây. Quý khách có cần để đếm lại hay không? Không cần. Vào đi. Trưởng lão, vừa rồi khi người đó rời đi để lại 100 viên thánh tinh cho đệ tử. Ồ, vẫn ngưng nhận rồi sao? Đệ tử cũng không từ chối, hắn cũng không nói rõ. Trưởng lão, nếu không thể nhận, ta bây giờ sẽ đi đưa lại cho hắn. Không cần, đã cho ngươi thì ngươi cứ thoải mái mà nhận. Thanh niên này thích tự đến tự đi, nếu nuôi kéo giả dối sợ là hắn sẽ không vui. Lần sau hắn đến mua khoáng thạch nữa, ngươi lấy thêm cho hắn, sau đó nói thầm với hắn, hiểu chưa? Hiểu rồi. Đúng rồi, lần này hắn mua khoáng thạch gì, giống lần trước sao? Lần này đã mua 17.000 viên khoáng thạch thượng phẩm thánh tinh. Theo phân phó của ngài đã giảm 20% cho hắn, cho nên thu của hắn 17.000 viên. Hắn mua là hư cấp khoáng thạch. Đúng, đúng vậy. Tốt tốt, quả nhiên là như vậy, quả nhiên là như vậy. Hư cấp khoáng thạch, phân phó xuống, tất cả các quản sự, các quán của Ảnh Nguyệt Điện trong Thiên Vận Thành cần nhớ tướng mạo của người này, tận tâm tiếp đón. Nếu có tên nào ngu ngốc đắc tội với hắn ta sẽ khiến cho ta khiến sẽ khiến cho hắn hối hận vì sinh ra trên đời này. Chuyện này trọng đại, cần bàn bạc với Lâm Đại Sư. Dương Viêm, tài liệu chuẩn bị xong cả rồi. Người đâu, rốt cuộc là sao? Dương Viêm đâu rồi, ai làm? Hải Khắc gia tộc gần đây sao? Nếu nhà Hải Khắc gia tộc làm, Vũ Y cũng không cứu nổi các ngươi. Dương Viêm, là hắn. Đứng lại, Dương Khai cứu với, có người ức hiếp ta, hô hô, không sợ. Tiện thì, dám đánh ta bị thương, ngươi chết chắc rồi.